Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình, đó là Nabee TV. Hôm nay thì mình sẽ reaction MV của mình với Osusu hát luôn. Trời ơi, ghê chưa, hai đứa tự xem clip của mình luôn. Cái này nha, tôi với nó chưa được xem luôn từ lúc hả? Quay MV là từ hôm qua, từ mùa quýt tới bây giờ luôn, bây giờ mới được xem. Mới hôm qua mình đừng có xàm, mình phải phóng. Còn hả, đi thu âm là từ 3 ngày trước, mình chưa được coi cái bản thu âm của tôi luôn. Trời ơi. Ok, là bây giờ thì mình sẽ xem, bây giờ xem liền máy, xem okay, liền máy. Đâu? À nha nè, các bạn. Nè. Từ từ, bao lại. Mấy cái đấy dở, view nó đứng luôn rồi kìa nó bay. Thì kiểu nó bị đóng băng ấy. Ừ, nó bị đóng băng rồi. Nhớ mở to lên tiếng. Đó được rồi, to quá không nghe tiếng của mình. Ờ đó, đứng lên. Ok, bây giờ thì tụi tôi sẽ tự reaction. Mình đang rất là hồi hộp. Chạy vô Osusu. À, cái có cảnh đây hả mày? Có đâu. Ủa có cảnh đây hả? Tao không nhớ. Ê, cái này là tôi có mặc quần nha, các bạn đừng có lầm tưởng. Osusu điếc quá. Im rồi, có tao rap rồi. Mình thì lại không. Của tao ra là mình bên trong nó lắm lúc chỉ muốn có ai điếc. Cái gì vậy nè? Cho tiếng cười trong mắt. Ôi cảnh này, tao thích cảnh này. Ủa cái này là Siro quay hả? Ừ chứ không phải tao quay. Không, tao tự quay á, hôm nay tôi đợi mong người lạ ơi, người đến ủi an tâm hồn tôi được không? Người lạ ơi. Ai đúng rồi, tao cảm ơn. Em đẹp quá chị bóng ơi. Ghê quá. Ba mày tự sướng mà. Em phải cố gắng lắm á. Mày tự sướng mà. Nhét đi, mày hát mà. Hát được. Cái gì vậy Nabee? Mày làm cái gì vậy? Mày làm cái trò vậy? Không có gì đâu, em chơi game. Mày làm cái trò gì vậy? Nhạc nhỏ mình sẽ mở to lên tí. Nhìn em đẹp quá chị Bắp ơi. What the hell? Bữa nay là tôi đi kiếm cái gì ra? Mình đi kiếm cái đôi dép. Tôi đi kiếm đôi dép mà kiếm hoài không ra. Tự nhiên ai quay vậy? Mà đi quay bị mất đôi dép hả? Ừ, tao quay MV. Cái này im, tao nói cho mày nghe, cái sự tích này hả, cái sự tích của cái khúc này đó là tao đi kiếm đôi dép, ai quay vậy? Khung cảnh thì đẹp lắm nhưng mà sự thật thì rất là ghê gớm. À, sự thật là phủ phàng ở đây mà. Đó là mình bị rớt chiếc dép, cho nên là cái này mình đi kiếm đôi dép đó. Wow. Vậy nồi cái này quay fly cam phải không? Ừ chắc vậy á. Hơi có khuyết điểm nhưng mà mày thấy không? Mày thấy có chữ win đâu? Thấy không? Win Osusu. Ai dạ đây mày? Có cảnh đó nữa hả? Có mày. Mày không nhớ gì hết vậy? Những thứ còn lại chẳng quan trọng, một người không bao giờ nhắc về quá khứ, không để tâm tư. Bác nóng mặt quá rồi. Quá thì mình xét xỉu vậy. Ê nói này từ nha các bạn. Các bạn nếu muốn nghe cái full này thì các bạn có thể qua Osusu TV. Còn bây giờ là tụi tôi đang reaction, tại vì tụi tôi biết mấy cái cảnh này cho nên tôi kể cho nghe sự tích. Đó là hả? Các bạn nói con... Đâu rồi từ. Ủa chị Báp đem định làm gì nữa? Để tâm tới để ngày tôi mới dạy mở lòng. Ai nói con này bị lép? Giờ tay tôi coi. Bình thường là em mặc áo không hề lép nha em. Em mặc áo phông nó rộng như thế này thôi thì làm sao người ta biết. Không lép đâu men. Chứ bình thường đấy. Em mặc áo ôm vô là nó lộ ra liền. Trời, nó dạo vờ đấy các bạn biết không? Em chỉ dạo vờ thôi. Bữa giờ là mấy người bị nó lừa rồi, nó không lép đâu. Ai nói nó không lép, ai nói nó không có vú. Tất cả mọi người đều nói. Nhưng mà em nói tất cả người... nói hả? Không, tất cả mọi người đều nói. Nhưng mà em nói người ta không tin. Cho nên bây giờ em phải làm cho người ta tin. Yeah. Mày không lép. Làm bị không lép nha các bạn. Biết chẳng thể cũng đi hết ngày mai. Cứ nhẹ nhàng bình yên như mây trôi. Cảm xúc của mình giống không các bạn? Mình vẫn mặc cái áo đó nè. Người tôi cùng lúc này chỉ vậy thôi. Mày đừng có cười tao khóc mà. Ủa mày mà khóc thì đâu? Không mà, tao buồn lắm. Mày biết không? Mày có biết mà? Hay bà nhỏ mắt. Mày có biết là để diễn cái phân cảnh đó chị Bắp đã phải rất là nhập tâm, mày hiểu không? Đi bà bớt đi ở ngoài bà hớn hở như bị khùng vậy người ta diễn. Thì vậy tao mới nói là tao đã tốn rất nhiều công sức thời gian để tao nhập tâm vô cái phân cảnh đó, mày hiểu không? Diễn cái MV buồn, mặt thì mày á, tao không hiểu sao hả? Nabee sao cái mặt mày vui dữ vậy? Mày đang thất tình mà. Ủa vui là sao hả chị Bắp? Không, chị Bắp cuộc đời của Đàn Hoa Hồng không mà chị Bắp, em không thất tình được đó, hiểu không? Bởi vậy tôi mới nói là Nabee, mày không cần làm gì hết, mày không cần mở miệng mày ra, mày chỉ cần để im nguyên bản cái mặt mày từ lúc mà mẹ mày sinh ra đến bây giờ. Ừ, mặt là coi như là buồn rồi đó. Tại cái mặt cái đó buồn hả? Mặt cười không? Đó mày diễn lại cho người ta coi coi. Buồn cái Nabee. Nước mắt là bà nhỏ mắt vô đó, buồn, chứ buồn, phải buồn, nước mắt buồn đâu. Buồn buồn buồn. Buồn cái. Buồn hả? Như mất sổ gạo luôn á. Ôi khúc này mà. Khúc này. Ý mày nói sao vậy? Đẹp quá. Đùi trắng. Tao đây mày nói đùi trắng. Đẹp quá. Trời ơi đẹp quá chị Bắp ơi. Thấy ngầu không? Má ghế Sơn Tùng nha con. Mày bị mất mấy cục kim cương. Ê đâu đâu đâu. Đâu. Trời ơi trời mất. Ôi trời ơi ghế. Bị mất mấy cục kim cương. Cái ghế Sơn Tùng đúng đẻo luôn á. Mẹ. Ghế Sơn Tùng đúng đẻo luôn. Hơi fail các bạn, cái ghế hơi fail nhưng mà chắc không để ai để ý đâu. Ừ mày nói hết rồi, người ta không để ý rồi đâu. Ừ. Rồi chuyển rồi nè. Tao liếc ai vậy? Sao khúc này ảo diệu chị Bá? Cả trời tâm tư tôi ở đây. Khúc này đúng ảo diệu luôn á, ở ngoài bà đâu đẹp vậy đâu. Thứ tôi mong mỏi ta đẹp này. Sợ tình yêu. Ngoài ta siêu đẹp luôn, vô trong này chẳng qua là cái camera nó nét quá. Chị Bá em mới tìm được các bạn nhìn nè. Cái gì? Nè, chị Bắp nhìn nè. Chỉ đơn giản là tình yêu. Đó, thấy ai rồi không? Ngưng Na Ngu! Sao vậy? Phong cảnh của sao, tại sao mày chui như vậy? Chị Bắp thấy không? Còn Na Ngu! What the fuck? Mày đang làm cái gì vậy Na Ngu? Em đang chụp hình tự sướng, chị Bắp ơi, ai kêu? Phải không? Hay là mày đang làm một? Không, đây là em đang chụp hình tự sướng. Ai kêu? Heo, cái cảnh của người ta đúng đẹp luôn. Mày chui vô đó làm chi vậy? Đúng vô duyên luôn. Cái chỗ tôi đang ngồi không mát, không gió. Còn cái thằng bên kia là ai? Không biết. Ghê mày đúng không? Mày giận tới đúng không? Em không biết là ai hết nè, để em kể sự. Mày không biết mà mày dám ngồi với người ta. Em kể sự tích cho. Là ở ngoài phố đi bộ á là có rất nhiều cái ghế, nhưng mà ghế nào cũng có người ngồi thôi. Ừ. Chính vì thế là cách để đuổi khéo người ta đi là mình lại mình ngồi. Đó, ừ. Em ngồi từ sáng tới tối nó đéo đi luôn. Em ngồi là thấy cứng cứng không đi. Quá thanh niên cứng vậy. Thế là nó ngồi nó luôn chị Bắp. Nhưng mà mày phải xin lỗi tao đi. Em xin lỗi chị Bắp vì đã vô khung hình của chị Bắp. Chuẩn. Lát nữa dẫn tao đi ăn thịt nướng. Tao mới tha lỗi cho mày. Bà tranh thủ. Mày hiểu không? Mày hiểu không? Sử dụng cái MV chỉ có 3 phút 42 thôi. Mày chui vô hết mẹ mấy giây của người ta rồi. Một giây thôi. Còn một giây cũng là một giây mày biết đó. Trong 3 phút 42 một giây nó nhiều quá. Đi đừng để ý đến nữa, bà chửi tôi hoài hả? Bà chửi tôi như con ghẻ vậy đó. Em đẹp quá chị Bắp. Khúc này mình nhớ lại khúc của chiếc xe chạy qua chạy lại, khúc quay cả chục lần quá. Kể tiếp để tôi kể sự tích nè, sự tích nha. Ví dụ nha, những cái lúc như thế này nè các bạn, siêu đẹp luôn nhưng mà không thể nào mà yên ổn được các bạn. Mỗi lúc mà tôi siêu đẹp ấy thì đằng sau thế nào cũng có một anh xe máy chạy ngang qua rất là tỉnh. Không hiểu là cấm để chạy xe rồi mà vẫn chạy xe vô được. Ừ, ghê thì chứ. Vậy mới nói. Mà toàn là những chiếc xe màu chói lóa. Đúng rồi, màu đỏ, màu đen. Đàn. Mấy cái anh mà chạy qua còn đỡ nha. Chạy ráp cũng có. Mà bây giờ nó dắt qua luôn. Má lầy không? Không thể tin được. Một cái cảnh của người ta thành nó lướt qua thì người ta còn bắt đi được đúng không? Đây nó dắt bộ luôn, tôi không hiểu. Mà trong khi hả cái mặt mình đúng đẹp luôn, mọi thứ đúng đẹp luôn, bướu perfect luôn. Xong cái đến lúc nhìn lại cái ủa em ơi, dính cái thằng dắt xe ở sau rồi, giờ sao làm lại nha. Mà ta thề nha, làm lại không bao giờ được như cái cũ. Bởi vậy nên các bạn bỏ qua cái gì khi mà rồi. Tự nhiên nhất đó đều là đẹp nhất đúng không? Đúng rồi, là không có được. Thế rồi cái này mà hả để những cái sụt mà mấy cái anh mà dắt xe máy đi ngang qua thì tôi đẹp lắm chứ không phải như thế này đâu. Đẹp lắm luôn. Thiệt luôn á. Ê này đã vậy nha. Em để kể sự tích tiếp. Sự tích của cái MV này nhiều lắm. Okay. Cái sự tích mà tôi ngồi ở đây nha. Tôi ngồi ở đây đúng thế. Okay. Còn máy quay okay. Mình đang quay, mình đang đít, mình đít lắm luôn. Ôi buồn quá, ôi người lạ ơi anh đang ở đâu. Nhưng mà bớt nhô đéo. Có mấy đứa nhỏ xuống khều khều cái váy mình thấy không. Ở dưới cái mông này các bạn có cái tà váy đấy. Nó thấp thấp thôi, xong cái nó lại nó giật 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 như này. Nó hùa hình, nó không có tụt. Cô ơi, mua giấy số đi cô. Hả? Trong khi mình đang đít nha. Mình nhịn không nổi, mình định chửi nó rồi. Nhưng mà thôi nó nhỏ quá. Xong rồi lát nữa hả đang đít luôn một cái phân cảnh, trời ơi rất là đẹp luôn, siêu đẹp luôn, cái mặt mình siêu đẹp luôn, tướng ngồi siêu đẹp luôn, chứ không phải như thế này. Như này là cái cảnh này là cái cảnh mà tôi buông tay rồi các bạn biết không, mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi luôn á, đang điếp, ừ đang điếp mà hả, cứ đứa này hết kia, cô ơi mua vé số đi cô ơi, cô ơi mua kẹo cho con đi cô ơi, số bà là xong cái lát nữa cái em ơi bánh tráng trộn không, bánh tráng nướng không, dạ không, bố mày không ăn cái gì cả, ok. Và cuối cùng thì cái scene cuối cùng mình phải lấy vào cái MV đó là cái phân cảnh này các bạn, cái phân cảnh mà như kiểu là mình buông xuôi lắm rồi, bố mày mệt mỏi lắm rồi, làm gì làm đi đó, thấy chưa, mệt à, đang điếc mà cứ bị mời đồ ăn mà. Ừ, trong khi mình đẹp lắm, mình gần vậy chứ anh cameraman chứ kêu chứ ráng lên còn 3 giây nữa thôi, nhưng mà không, nó lại tới, ừ mua nước không cháu, vậy á, thôi không hiểu luôn, sân si tại vì đường phố không? Mình quay cái chỗ cái này free. Là cái này là tôi đang bức xúc thôi, mình quay cái chỗ free mình không thể nói như thế được, năm mới nhưng mà người ta đang quay mà người ta đang buồn, người ta không có nhu cầu ăn uống, please. Ok, em ốp mà có đi quay với Osusu là các bạn phải dẹp lọn hết không? Bình đi luôn, dẹp lọn hết xung quanh hết, đừng có ai mà Osusu hết trơn á. Bữa nào mà có đẹp mày nhưng mà mỗi tội bọng mắt. Ai kêu mà thức cho khuya vô. Trời ơi, ui, tiên nữ dán chân. Yeah, lần đầu tiên tôi thấy nó buồn được á. Đó, tao mày đồng điệu rồi đó. Ừ, ui, thoáng nội thân xác mày. Sao khúc này có vậy? Tao không biết chuyện gì xảy ra luôn. Coi lại coi. Ê, cái khúc cuối tao thích đó nha. Tao thích mỗi khúc cuối thôi. Mày thích khúc nào? Em thích khúc cuối không, luôn. Ừ, khúc cuối tại đây nè, khúc từ cái chỗ bán vé số đi. Ừ, gì bán vé số? Coi từ cái chỗ bán vé số đâu? Từ từ nha, tôi phải coi lại cái chỗ từ cái chỗ mà cô ơi mua vé số không? Ừ thì coi như cái chỗ này cũng đẹp đi. Đó, từ cái chỗ này cô ơi bán vé số đi, cút đi. Đó, từ cái chỗ này nè. Ừ, thật đó. Tao mày như hồi là một đó thôi. Nội dung MV là gì? Nội dung MV hả? Nội dung MV của tụi mình là chỉ là buồn thôi. Mày ngu quá à. Chứ mày coi nãy giờ mày không hiểu hả? Em không hiểu nội dung luôn. Em đấu mà em không biết nội dung luôn. Mặc dù tao không đóng theo nội dung MV đâu, nhưng mà tao cũng hiểu được là MV nó nói cái gì, mày hiểu không? Mày hiểu không? Em nghe anh Kiero kêu em làm sao em làm vậy chứ em chả biết em đóng cái gì. Ngu quá à. Thật mày ngu lắm luôn á. Mày thấy tao với mày như một không? Ờ. Đúng không? Là hai đứa mình hóa thân qua làm một. Mày thấy cái phân cảnh cuối không? Thấy. Vậy là hai đứa mình là một hả? Ừ, tao với mày là một đó. Thấy không? Ít bữa đi ăn trả tiền thì nhớ trả tiền cho tao nha. Lúc nào mà cũng tại vì thời cơ nên mà cứ trả tiền cho bà vậy. Ủa tại vì tao mày là một mà. Hết tiền rồi. Mày hết tiền rồi đúng không? Thiệt luôn á. Vẫn nợ tao một kèo trà sữa. Sự tích gì nữa? À, hai đứa tụi mình á không có đem tiền. Đi ráp ông Kiero không đem theo tiền. Đó, thế là hai đứa phải đi xe phải đợi anh Kiero đưa tiền. Nhục không? Mày nhục không? Mày có thấy mày nhục không? Sao tự chát xít vô mặt mày vậy? Hả? Sao mày tự chát xít vô mặt mày vậy? Mày chát một mình thôi. Tại vì ai kêu mà không đem tiền. Rồi đi taxi hai đứa không có tiền. Phải đợi em Kiero tới đưa tiền. Bây giờ sao? Đã vậy nó còn tới nó mời tao mua vé số rồi tao muốn đạp mặt nó kìa không? Không hiểu luôn á. Mày bố mày làm ơn bà đi mà đem tiền cho người dù chỉ là 50.000 thôi không? À 20.000 cũng được, 20.000 để phòng thân những cái lúc bất trắc phải không? Giờ sao? Giờ là vậy nhưng mà tao không thích mua mày hiểu không? Nó thấy tao đem tiền thì nó lại tới nó mời tao mua vé số nữa sao? Hai đứa dốc quá nha, anh phát hiện trong video clip là một cái điều rất là kỳ cục. Hả? Tại vì Kiero không phát lương cho hai đứa mua quần đúng không? Từ đầu là nó nằm mơ để có cái quần rồi. Em biết cái câu chuyện mà hai vợ chồng mơ để có cái quần. Hai vợ chồng hồi xưa người ta có một cái khố và một cái quần. Khi mà chồng đi ra gặp một người á thì vợ sẽ đưa cái quần cho chồng mặc và vợ sẽ đóng khố ở trong nhà. Thấy không? Nè đây là trả lời để anh phân tích cho em nghe nha. Đúng thiệt, cái này là hai đứa trách Kiero là đúng luôn. Đó, nè đó, nằm buồn gì không có quần mặc để đi ra đường nè. Nó thề luôn cái khúc đó vẫn còn buồn. Trong lát chuyển qua cảnh tới nhỏ kia vẫn buồn vì không có quần mặc để đi ra đường. Tao coi tới cuối cùng tao mới biết là thật sự là tao tưởng là khúc giữa là hai đứa bạn đã có quần đi chơi rồi không? Khúc giữa là hai đứa bay nằm mơ. Cuối cùng hai đứa vẫn ở chuồng, nằm ở nhà và mặc cái áo. Tại sao không có quần, không có nói anh. Anh hy sinh cho một cái quần. Hả? Nè, thấy chưa, có quần đéo đâu, không có quần nên không đi ra. Có mặc quần nha. Không có quần, nếu nào thấy quần comment chụp hình đưa cho bố mày xem. Đưa Facebook của bố mày liền. Thề đặng có 500k liền. Thề mày, thề mặc quần, có mặc quần, thề. Em mặc quần hay không mặc quần anh không cần biết, nhưng trong đây đéo có chứng cớ nào mà em đang mặc quần hết. Nha. Bót giấu quần không hiểu không? Con nhỏ này đang chơi với em. Cái gì luôn? Nó cày với em để có tiền mua quần. Ok. Tại sao vậy? Mày ngồi cày game để kiếm tiền mua quần đúng không? Ờ, cày game kiếm tiền mua quần. Nhưng mà rốt cuộc vẫn là nằm mơ, hai đứa được đi chơi công viên và vẫn đéo có tiền mua quần. Cuối cùng thức tỉnh đéo có tiền mua quần. Má ơi, má ơi. Nhỏ này có giấc mơ đó là cao sang, đó là đi lên rừng, đi vòng vòng ở trong rừng. Giấc mơ cao sang vãi. Thiếu gì chỗ để mơ hay em? Công viên nước nè, suối tiên nè, đầm sen nè. Thôi đừng rồi con lại bà đi vòng cá. Anh nói thiệt là không có quần thì nói anh Vĩnh cho mượn. Nha. Anh Vĩnh ơi cho em mượn cái quần. Ok. Ok. Anh đi xin cho mượn cái quần luôn. Đó. Rồi nằm mơ cái gì? Nằm mơ đi uống trà sữa. Ngồi quán cà phê uống trà sữa. Trà sữa, ừ đúng rồi. Rồi cái này đi đâu? Cái này cái gì? Thì đây này đi ngắm cảnh nè. Cái giấc mơ của em cao sang phải liền luôn. Đi uống trà sữa với ngắm cảnh hết. Còn nhỏ này làm gì? Ra đây có ước mơ làm gì? Em lui lại cái khúc đó đây anh Vĩnh thích cho nghe. Nó ngồi nó nhìn người ta mặc quần kìa. Đó. Tới cái khúc đó đâu rồi? Nó nhìn người ta mặc quần kìa, người ta có quần có áo đàng hoàng, nó ngồi nó mơ cái giấc mơ ngồi cho nó ngất người ta mặc quần. Em đi. Bố mày quỳ luôn lại luôn. Đi ra đi. Không có quần thì nói. Mèo. Có chuyện của người ta đúng. Mèo ơi là mèo. Anh nói thiệt với em hai đứa này không có quần chứ không có quần đi mèo. Bên tao lộ liệu cái quần luôn rồi, kêu là giấc mơ của người ta đúng. Giấc mơ để được có quần. Ok. Reaction bài này có tên của anh sẽ là giấc mơ hai đứa sẽ ước mơ được có được cái quần. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn quần đi. Mòn rồi tôi cha. Mà hai đứa này nó mượn chắc dài lắm, đứa này mặc xong mượn với đứa kia. Ê tao đi chơi bữa nay tao mượn quần nha mày. Hai phiên nha mặc quần để đi chơi. Tội nghiệp thiệt. Mày có thể tống bà ra được không? Không, nhưng mà bây giờ anh nói cho em nghe nè. Anh chỉ là hỏi anh trách Kiero, tại vì Kiero không phát luôn cho hai đứa mua quần. Gián tiếp là Kiero nha, Kiero rất là kỳ cục. Còn lại mẹ của đi. Lại lại MV của 18 má. Nội dung đâu? Nội dung đúng thôi, đúng. Nhưng mà tôi đừng đi ra. Một chỉ sợ nè. Đi ra đi. Đi ra reaction đi. Reaction cái gì? Còn cái khúc kia nữa. Thôi được rồi, đi ra reaction đi. Dắt xe trái cây đi qua, đứa kia dắt cái xe TV đi lại. Vĩnh thiệt luôn á. Má cái nội dung MV người ta thiệt luôn. MV thiệt luôn á, đúng deep luôn. Cái MV người ta deep phải nồi ra. Nói chứ đây là cái MV đầu tay, MV cover đầu tay của tôi với lại Ngưng Na Ngu. Cho nên các bạn nếu mà yêu thích thật là cái gì Ngưng Na Ngu. Ừ, Ngưng Na Ngu full tên mới của mày đó. Tao đặt cho mày đó. Thấy vần không? Ngưng Na Ngu và Osusu. Vần không? Thấy như một cặp liền, mày thấy không? Như một cặp liền, Osusu và Ngưng Na Ngu. Thì nếu như mà các bạn mà yêu thích, ủng hộ, muốn ủng hộ cho tụi mình thì nhớ like, share và cày view cho tụi tôi nha. Các bạn nhớ subscribe Nabee TV nữa nha. Ừ, ở Siro TV nữa nha. Rồi, nhờ các bạn mình sẽ mong chờ với các bạn là video clip mình sẽ lên top thịnh hành. Wow. Em đang bay ở trên chì bắp, đừng kéo em xuống nha. Mày xuống giùm tao cái con này. Mày bay cao quá luôn á. Em muốn mơ mà chị bác. Cứ mơ đi, cuộc đời cho phép. Trời ơi. Thôi được rồi. Chuyên mục tự kể chuyện xưa, tự bóc phốt MV của chính bản thân mình đến đây là hết. Đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ like và share nhá. Ok. Thank you Nabee TV của mình nữa nha. Cảm ơn Osusu TV. Cái video này ngày mai sẽ được up lên Nabee TV đúng không? Các bạn nhớ xem nhá. Okay. Em với sự tích này, các bạn có muốn xem lại sự tích các bạn cứ ghé vô channel của mình. Vô. Lát nữa mày stream sau là mày phải 2 lần mẹ đúng không? Ok. Trong là người ta đào lên người ta bóc phốt mẹ con. Em stream xong là okay. Em phải bye. Chứ. Bây giờ thì mình về phòng đây.